theo Tổ chức Y tế Thế giới. Cần cung cấp cho cơ thể 5-9 khẩu phần, 400 gram trái cây và rau củ mỗi ngày. Bạn có biết lý do tại sao không? Bởi vì trái cây và rau củ giúp bạn có sức khỏe tốt hơn cho hôm nay, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch và nguồn năng lượng của cơ thể. Trái cây và rau củ giúp bạn có sức khỏe tốt hơn trong tương lai, chúng giúp cải thiện chất lượng cuộc sống.